Các bạn thân mến, các bạn đang được chiêu ngưỡng siêu phẩm à, bộ móc lốp ba cái của Thái Lan. Thì cái bộ móc lốp ba chiếc của Thái Lan này nó đẹp và chất liệu như thế nào? Thì mình xin nói qua cho anh em. Đầu tiên là anh em có thể nhìn thấy chất liệu bóng của nó này. Thì nó cực đẹp luôn. Quá đẹp quá chất luôn. Bộ móc lốp ba cái này ấy, thì là bên mình đang bán ra mọi người thị trường rất là nhiều rồi. Nhưng mà nhiều anh em vẫn chưa biết đến nó. Thì là một cái điều rất là thiệt thòi. Thành ra bên mình hôm nay xin giới thép được giới thiệu cho anh em, bộ móc lốp 3 chiếc nhập khẩu từ Thái Lan. Cực đẹp, cực chất để anh em chúng ta móc lốp bậy lốp của xe máy những cái dòng xe số, xe ga. Rất là đẹp, rất là chất. Tôi sẽ đo thử cái chiều dài của nó cho anh em. Bởi vì nhiều anh em có hỏi muốn muốn tôi đo chiều dài đúng không? Ok, hôm nay tôi sẽ đo luôn cho anh em, tiện có thước ở đây. bao nhiêu ạ 30 phân 3 chiếc móc lốp mà inox dài 30 phân tay cầm thì bọc cao su rất là chắc chắn được đựng trong một cái túi ni lông màu đỏ ba chiếc móc lốp Thái Lan này bên mình đang bán ở ngoài thị trường là 350.000 mình xin nhắc lại nhé 350.000 mà lại còn bao ship về tận nhà cho anh em Đấy, anh em cực kỳ yên tâm nhé Bảo hành một năm Chất liệu cực kỳ chắc chắn, cực kỳ đẹp Đến từ Thái Lan hàng Thái Lan thì anh em không phải suy nghĩ gì ở đấy hàng này bao đẹp bao chất chống gì cho anh em đấy bảo hành một năm cho tất cả anh em nếu như anh em trong vòng một năm hỏng sử dụng hỏng tôi anh em gửi lại cho tôi tôi đổi mới luôn cho anh em để anh em biết về cái độ chất của cái bộ móc lốp này giá đang bán ở ngoài thị trường 350.000 bao ship tận nhà bộ móc lốp ba cái kể cả anh em có ở miền bắc miền trung miền nam chỉ cần nhấc máy alo cho tôi tôi sẽ ship hàng về tận nhà cho anh em hàng này đến nơi anh em chúng ta xem hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nhá tránh tình trạng là chúng ta mất lòng tin khi mua hàng online một trong những cái siêu phẩm không thể nào bỏ qua được nếu bạn là thợ sửa chữa xe máy cũng như là ô tô nhé mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ ngay với cả bên mình đấy chính là máy móc minh chí com hoặc là minh trí máy móc.com 0915498666 hoặc là 0978390231 2331 nhé sản phẩm này thì bên máy móc minh trí vẫn đang phân phối à, sản phẩm về khá là ít sau cái mùa dịch này thì nên là anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ngay với cả bên mình comment để lại số điện thoại để bên mình tư vấn và ship hàng về tận nhà cho anh em. Anh em vui lòng like, subscribe kênh youtube của tôi để tham khảo thêm nhiều hơn nữa những cái dòng súng bắn bu lông, à, những cái dòng thợ đồ nghề sửa chữa hay là đồ móc lốp dành cho thợ sửa chữa này, thợ rửa xe hay là thợ cơ khí trên thị trường nhá. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhé.